Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhiều Hoài đã quay trở lại rồi đây. Như đã hứa thì ngày hôm nay Hoài sẽ làm một cái video clip hướng dẫn anh chị cách trailing stop, tức là dừng lỗ kéo theo để làm sao có những giao dịch chúng ta có hơn 10 R lợi nhuận. Đó, đây chính là một trong những bí quyết mà để mà anh chị có thể kiếm được lợi nhuận lớn trên thị trường. Đó là chúng ta có những cái kèo thắng lớn có 10R hoặc là thậm chí là mười mấy R lợi nhuận, tức là gấp 10 lần với những cái kèo thua. Đó, anh chị có một lệnh thắng anh chị gấp 10 lần lệnh thua thì chúng ta sẽ có lợi nhuận trên thị trường. Đây là một cái video mà Hoài có lẽ là Hoài đã giữ khá là lâu, cho tới bây giờ Hoài mới hướng dẫn cho anh chị, mà Hoài cảm thấy đây là một trong những cái video quan trọng nhất mà anh chị cần phải xem. Chúng ta cùng đi vào video thôi. FXCM trade execution is 27 milliseconds, 5 times faster than the blink of an eye. Our speed is your gain. FXCM, client-focused, trader-driven. Ok, trước khi đi vào video thì có một cái video cực kỳ quan trọng mà anh chị cần phải xem trước khi xem cái video này. Đó là video top 5 bài học mà top 5 điều mà Hoài ước được biết khi mà bắt đầu giao dịch Forex cách đây 5 năm. Và trong đó có một cái lời giải tại sao chúng ta cần phải trailing stop, tức là tại sao chúng ta cần phải dừng lỗ kéo theo, kéo dừng lỗ lên để sao cho chúng ta có những cái giao dịch thắng. Đó, cái nguyên nhân Hoài đã giải thích rất là kỹ trong cái video đó rồi. Đó là do tất cả các trader, tất cả các nhà giao dịch hoặc là nhà đầu tư hoặc là nhà đầu cơ trên thị trường đều phải tuân theo một cái quy tắc, một cái quy luật, đó là quy luật Pareto. Quy luật Pareto tức là quy luật mà cái phần ít á, cái phần phần thiểu số á, nó lại đem lại phần lớn kết quả. Quy tắc nó đọc ra như thế này: 20% nỗ lực đem lại 80% kết quả. Đó, nó áp dụng trong trading như thế này, đó là chỉ 20% số giao dịch mà anh chị vào sẽ đem lại lợi nhuận ròng 80%, 80% lợi nhuận ròng của anh chị. Đó, thì 80% cái số giao dịch còn lại đó chỉ là thắng nhỏ nè, thua lỗ nè, hoặc là hòa vốn mà thôi. Đó, nó bù qua sớt lại trong cái đám 80% đó. Thì còn 20% còn lại đó chính là những giao dịch thắng lớn. Nha anh chị, thắng lớn. Chúng ta có bốn kết quả giao dịch quan trọng, đó là thắng lớn, thắng nhỏ, thua nhỏ và hòa vốn. Chúng ta không có được thua lớn nha anh chị. Đó, chúng ta nếu mà anh chị có bất kỳ một kèo hay là hai kèo nào mà thua lớn là rất khó để mà anh chị có thể có lợi nhuận. Chúng ta chỉ được phép có bốn cái kết quả giao dịch mà thôi. Thứ nhất là thắng lớn, thứ hai là thắng nhỏ, thứ ba là hòa vốn và cuối cùng là thua nhỏ. Thì cái phần thắng lớn đó là nó nằm trong 20%. Anh chị sẽ có khoảng 20% kèo thắng lớn. Và cái 20% kèo thắng lớn đó lại đem lại 80% lợi nhuận ròng cho anh chị. Đó chính là nguyên nhân mà chúng ta bắt buộc phải trailing stop để mà chúng ta có những giao dịch lọt vào cái top 20% đó. Chúng ta không thể nào biết được là giao dịch nào sắp tới của chúng ta sẽ được thắng lớn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta bắt buộc phải trailing stop trên tất cả các giao dịch. Và trailing stop như thế nào thì anh chị sẽ xem trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đi vào video, anh chị để lại comment tôi quan tâm nếu muốn Hoài chia sẻ thêm những cái mẹo giao dịch, hoặc là những cái phương pháp, hoặc là những cái cách, những từng bước để mà chúng ta có thể giao dịch có lợi nhuận trên thị trường Forex, hoặc là thắc mắc bất kỳ cái vấn đề gì hoặc là khía cạnh gì trong trading thì để lại comment bên dưới cái video này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phương pháp Hoài đang sử dụng để trailing stop. Hoài sử dụng hai công cụ. Cái phương pháp giao dịch vào lệnh như thế nào thì anh chị đã biết rồi. Đã biết rồi đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 21 và kết hợp với một công cụ nữa để chúng ta vào lệnh. Còn đây là phương pháp thoát lệnh của Hoài. Hoài sử dụng hai công cụ cùng lúc nha. Cùng lúc. Đó là Parabolic SR và EMA 21. Đây là hai indicator mặc định có sẵn trên tất bất kỳ cái nền tảng nào mà anh chị đang sử dụng. Parabolic SR. SR là viết tắt của Stop and Reverse, tức là dừng và đảo chiều.
là một cái indicator rất là tuyệt vời để chúng ta có thể trailing stop. Đó là những cái đường chấm chấm vàng này anh chị. Anh chị chỉ cần gõ cái tìm cái indicator parabolic SR và để cái thông số mặc định là 0.02 và 0.2. 0.02 và 0.2 là chúng ta sẽ có được những cái đường chấm chấm như thế này. Cái cách để mà chúng ta trailing stop với parabolic SR là rất đơn giản, chúng ta chỉ trailing stop theo cái đường chấm chấm vậy thôi. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản. Ví dụ với kèo GG gần nhất họ đã vào ngay tại mũi tên tăng này. Theo setup gì anh chị? Chính là phá vỡ đường kháng cự ngang đúng không ạ? Đây chính là đi thanh nến này, nó đi đến điểm cuối nén, điểm cuối cùng của cái cú nén giữa đường kháng cự và đường EMA và ra lấp đầy khoảng trống cuối cùng của cái cú nén này. Ta mua ngay tại đây. Và nếu mà anh chị trailing stop theo cái parabolic SR, chúng ta sẽ cứ dời dừng lỗ lên khi mà chúng ta thấy có một thanh có một cái đường chấm của parabolic SR hiện lên mà thôi. Thì chúng ta cứ kéo lên cho tới khi nào cái đường chấm này bị cán qua là chúng ta thoát lệnh. Thì theo lý thuyết chúng ta sẽ thoát lệnh ngay tại cái vị trí này. Anh đánh dấu cho anh chị thấy. Đây đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ thoát lệnh ngay tại cái chấm này vì nó đã cán qua cái chấm rồi. Đó. Là một giao dịch rất là tốt. Chúng ta ăn nguyên một con sóng tăng. Rất là tốt ha, rất là tốt. Đó là parabolic SR. Cái công cụ thứ hai mà Hoàng sử dụng ở đây đó chính là đường EMA 21. Nguyên tắc trailing stop của đường EMA 21 đó là anh chị kéo dừng lỗ liên tục ha, kéo lên liên tục cho tới khi nào có một thanh nến đóng cửa bên dưới đường EMA 21 thì chúng ta đóng lệnh mua. Ví dụ với kèo mua ngay tại được ngay tại cái mũi tên này, ngay tại cái thanh nến này, chúng ta cứ kéo liên tục cho tới liên tục cho tới khi nào có một thanh nến giảm đóng cửa bên dưới đường EMA 21 ngay tại thanh này, đây đúng không ạ? Ngay chính là thanh này nè. Đó. Thì chúng ta sẽ thoát lệnh ngay tại đây. Ha. Tức là với cái thằng parabolic SR chúng ta sẽ thoát lệnh ngay quanh cái vùng giá này. Còn với thằng đường EMA 21 thì chúng ta sẽ thoát lệnh cao hơn một chút. Chúng ta sẽ có thêm một chút lợi nhuận nữa. Giữ lệnh lâu hơn, đúng không ạ? Đó. Thì hai đó là hai phương pháp. Nhưng mỗi phương pháp nó đều có cái điểm yếu và nó đều có cái điểm mạnh của riêng nó. Đó. Với cái thằng mà parabolic SR thì chúng ta sẽ có cái điểm mạnh đó là bám sát giá. Đúng không ạ? Nó sẽ bám sát giá hơn. Do đó cho nên anh chị sẽ thoát lệnh sớm hơn. Thoát lệnh sớm hơn EMA 21. Đó, thoát lệnh sớm hơn. Từ cái việc chúng ta thoát lệnh sớm hơn thì chúng ta sẽ có ít kèo, ít trade trả lại lợi nhuận cho thị trường hơn. Đó. Anh chị thấy hợp lý không ạ? Thấy hợp lý không ạ? Do nó bám rất là sát giá, bám sát giá cho nên chúng ta sẽ thoát lệnh sớm hơn và chúng ta sẽ có ít cái trade trả lại lợi nhuận cho thị trường hơn. Đó. Nhưng cái điểm mạnh của nó, cái điểm yếu của nó là sẽ thoát lệnh, sẽ bỏ lỡ các con sóng cực mạnh, sẽ bỏ lỡ cái con sóng cực mạnh và bị thoát lệnh đúng không? Trong các đợt điều chỉnh nhẹ. Sẽ bỏ lỡ con sóng cực mạnh vì thoát lệnh trong các đợt điều chỉnh nhẹ. Ví dụ nha. Ví dụ với thằng Uji đi. Đấy, với thằng Uji đi. Uji. Đấy, với kèo Uji. Ví dụ chúng ta mua ngày tại thanh nến tăng này. Mà thực sự trong quá khứ chúng ta đúng có khuyến nghị một giao dịch mua ngay tại đây. Chính xác là tại đây luôn nha anh chị. Đó. Chúng ta mua ngay tại đây và chúng ta trailing stop bằng parabolic SR đi. Đó, bằng cái đường chấm chấm này thì chúng ta sẽ thoát lệnh đâu đó quanh cái vùng này. Đúng không? Tại vì ngay đây là thằng parabolic SR nó đã bị cắt qua rồi nè. Chúng ta kéo dừng lỗ ở đây.
và giá cắt xuống, thì anh chị thấy cái Bearish SL nó bị ngắt quãng ngay lúc này chúng ta xác lệnh ngay tại đây, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị thấy ngay sau khi chúng ta xác lệnh, giá bắt đầu tăng tiếp, đúng không? Đó, chúng ta bỏ lỡ nguyên một con sóng tăng rất là mạnh của thằng UG, rất là ổn luôn nha, rất là ổn. Và trong trường hợp của thằng UG này, nếu mà anh chị mua ngay tại đây và anh chị trailing stop bằng cái thằng EMA 21, đó là chúng ta chỉ đóng lệnh khi có một thanh nến giảm đóng cửa bên dưới đường EMA 21, thì chúng ta xác lệnh đâu đó quanh cái mức này. Đó, ngay tại đây. Tại sao chúng ta mua ngay tại đây và chúng ta cứ keo dừng lỗ cho tới khi nào có một thanh nến đóng cửa bên dưới chúng ta mới thoát? Chúng ta ăn nguyên một con sóng từ đây lên đây để đo thử xem nó là bao nhiêu anh chị, để hoài đo thử xem nó là bao nhiêu tiếp nha, kinh khủng lắm nha anh chị. Đó, mua ngay tại thanh nến này đó mà nó kéo lên, chúng ta ăn lên tới tận chỗ này nè, 519,9 pip, 520 pip, một giao dịch ăn 520 pip rất là kinh khủng anh chị. Đó, và đây là một trong những kèo mà anh chị có thể đem lại 10R lợi nhuận đó. 520 pip và với dừng lỗ chúng ta bao nhiêu? Dừng lỗ chúng ta khoảng 33 pip thôi. Bao nhiêu ạ? À, cho 47 48 pip đi. Đúng không ạ? 48 pip mà chúng ta chốt lời 520 pip. Thử đo xem sao, 520 chia cho 48 là 10,8 nè anh chị, đúng không ạ? Chúng ta có 10,8R lợi nhuận chỉ với một kèo mua này thôi. Tức là anh chị mua một kèo anh chị bù được 10 lệnh lỗ đó nha. Đó, chứ trong trường hợp mà anh chị có ít lệnh lỗ hơn là anh chị sẽ có lợi nhuận với chỉ với một kèo này. Và chắc chắn đây là sẽ là kèo mà nó thuộc top 20% đem lại 80% lợi nhuận ròng cho anh chị rồi. Đó, thì cái mạnh mẽ ở đây chính là cái thằng EMA 21 này. Đó, EMA 21 cái điểm mạnh của nó sẽ là giữ lệnh lâu hơn, bắt được con sóng dài. À, bắt được sóng dài. Nhưng cái điểm yếu của nó do là cái dừng lỗ chúng ta cách quá xa giá, cách rất là xa giá, sẽ có những, cho nên sẽ có những trường hợp chúng ta trả lại lợi nhuận cho. Đó, cái điểm mạnh của cái thằng Bearish SR lại là điểm yếu của EMA 21, và ngược lại cái điểm yếu của Bearish SLR lại là điểm mạnh của EMA 21. Không có cái nào, không có cái phương pháp trailing stop nào mà anh chị hoàn hảo hết anh chị, không có phương pháp nào hết. Nếu mà anh chị có trailing stop mà anh chị cái dừng lỗ nó xa hơn thì anh chị sẽ sống sót được trong những cái đợt điều chỉnh nhẹ, và anh chị sẽ có được cái lợi nhuận lớn hơn và có cơ hội bắt được con sóng dài hơn. Nhưng nếu mà chị đi lợi dừng lỗ quá xa thì sẽ có khả năng anh chị trả lại lợi nhuận cho thị trường này. Đó, trả lại lợi nhuận cho thị trường. Ví dụ đó là kèo vàng đi. À, kèo vàng đi. Kèo vàng nếu mà chúng ta trailing stop bằng cái đường EMA thì chúng ta sẽ có giai đoạn chúng ta trả lại lợi nhuận cho thị trường, thậm chí là thua lỗ luôn anh chị. Ví dụ chúng ta sell ngay tại kèo, sell gần nhất ngay tại mũi tên giảm này đi. Đó, thì anh chị chỉ khi nào có một thanh nến tăng đóng cửa bên trên thì ngày mốt chúng ta thoát thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta xác lệnh đâu đó quanh cái vị trí này. Đó, vị trí này là thậm chí chúng ta xác lệnh hòa vốn, chúng ta đang có lợi nhuận và chúng ta trả lại lợi nhuận, chúng ta xác lệnh hòa vốn. Còn nếu chúng ta đóng lệnh bằng cái thằng Bearish SR thì chúng ta sẽ có một chút lợi nhuận. Đó, nó chỉ bù qua sớt lại vậy thôi. Thì cái cách hay nhất để chúng ta bù qua sớt lại, đó là cách hay nhất để chúng ta có được cái điểm mạnh của cái này và chúng ta loại bỏ được điểm yếu của nó, đó chính là sử dụng kết hợp hai cái. Đấy, sử dụng kết hợp giải pháp để mà giải quyết vấn đề này, đó là kết hợp cả hai. Đấy, kết hợp như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng PISA đây, viết ngắn gọn R khi thị trường như nào, khi thị trường có sóng yếu không tôn trọng được như mây, và chúng ta sẽ sử dụng như mây khi thị trường có sóng mạnh
và đường email được tôn trọng. Đó. Ví dụ nha. Ví dụ với kèo dầu đi. Ví dụ với kèo dầu. Ví dụ lấy ví dụ lại với kèo GG đi cho nó dễ hiểu nha anh chị. Ví dụ với kèo GG. Trong quá khứ chúng ta Hoài đã có một lệnh mua GG ngay tại thanh này. Đó là setup phá vỡ đường kháng cự ngang, chúng ta có đường kháng cự nè. Giá đi tới điểm cuối của cú nén giữa đường kháng cự này và đường EMA1 bên dưới. Đấy, break lên, Hoài mua. Trong trường hợp này Hoài thấy cái đường EMA1 nó không được tôn trọng nhiều lắm. Nghe không ạ? Đó là đường EMA1 màu trắng nè, nó cứ bị xuyên lên xuyên xuống liên tục. Chứng tỏ là giá thị trường nó vẫn chưa bước vào một con sóng mạnh. Cho nên Hoài sẽ sử dụng phương pháp an toàn, đó là trailing stop bằng đường parabolic SLR, tức là bằng những cái chấm vàng. Một cái dấu hiệu rõ ràng nữa là cái thằng parabolic SLR này, cái thằng những cái chấm vàng nó cứ bị ngắt quãng liên tục, anh chị không ạ? Thấy nó cứ chấm dưới nè, rồi vào chấm trên, nó cứ bị ngắt quãng liên tục, ngắt quãng liên tục, thì trong lúc đó chúng ta sẽ sử dụng parabolic SLR. Rồi khi mà anh chị thấy cái đường chấm vàng này nó liên tục kéo dài liên tục mà không bị ngắt quãng lần nào, lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng đường EMA. Đấy, ví dụ như tại ngay tại thanh nến tăng này, ngay chúng ta mua ngay tại đây, lúc này anh chị thấy thị trường nó đã chuyển sang giai đoạn là con sóng tăng mạnh rồi, nó sẽ không có bị ngắt quãng liên tục như là bên tay khúc bên tay trái nữa. Ngay tại thời điểm chúng ta mua ngay tại đây thì chúng ta thấy những cái đường chấm vàng nó bị ngắt quãng và đường EMA nó không được tôn trọng, cho nên chúng ta sẽ sử dụng thằng chấm vàng để chúng ta trailing stop. Ngay tại thời điểm này chúng ta mua ngay tại đây thì chúng ta thấy chấm vàng bắt đầu nó kéo dài liên tục rồi, và đường EMA 21 cũng đang được tôn trọng rất là tốt, vì chúng ta thấy giá giao dịch liên tục bên trên đường này và không có thanh nào đóng cửa bên dưới. Lúc đó chúng ta chuyển sang đường EMA 21 để chúng ta trailing stop và chúng ta sẽ ăn được nguyên con sóng giảm, nguyên con sóng tăng rất là mạnh, và chỉ chốt lời ngay tại đây thay vì chúng ta chốt lời sớm hơn ngay tại đây và bỏ lỡ một phần lợi nhuận. Đó, anh chị hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Và ví dụ trong trường hợp thời điểm hiện tại thì nếu chúng ta vào một giao dịch mua với GG, ví dụ thôi nha, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào anh chị? Câu trả lời là sử dụng parabolic SLR. Vì sao? Vì chúng ta thấy đường EMA1 đang không còn được tôn trọng quá nhiều như lần trước. Đó, chúng ta thấy giá bắt đầu cắt xuống nè, rồi bắt đầu cắt lên nè, rồi lại cắt xuống nè. Đó. Và bên cạnh đó chúng ta thấy những cái chấm vàng này nó bị ngắt quãng liên tục, nó không có kéo một dài, không có kéo liên tục dài như bên tay trái, thì chúng ta biết giai đoạn này thị trường nó đang không tôn trọng, không có một cái con sóng tăng giảm nào quá mạnh, cho nên chúng ta sẽ sử dụng những cái chấm này. Đó. Ví dụ với biểu đồ US30 đi. Đó, với biểu đồ US30 đi. Đó, anh chị thấy cái thị trường này nó có tôn trọng đường EMA mút hay không? Đó. Là nó không tôn trọng quá nhiều, đúng không ạ? Nó không tôn trọng quá nhiều, nó cứ bị nó cắt xuống này, rồi lại cắt lên, rồi lại cắt xuống, rồi lại cắt lên liên tục. Đó, thì một dấu hiệu đó là những cái chấm vàng này nó bị cắt lên cắt xuống liên tục, nó bị ngắt quãng. Đó là lúc chúng ta nên sử dụng parabolic SLR. Nha. Đấy. Cho nên với thời điểm này chúng ta mua ngay tại thanh này, thì chúng ta sẽ kéo đường lỗ lên trên quanh cái vùng 33,5 cao hơn chút. Chúng ta sẽ sử dụng những chấm vàng để trailing stop. Thêm một ví dụ nữa đi, lấy ví dụ của vàng đi. Đó, vàng trong thời gian vừa rồi chúng ta vào lệnh sell ngay tại hai cái mũi tên này, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào anh chị? Đó, chúng ta thấy cái đường chấm vàng này nó bị ngắt quãng liên tục nè, do đó chúng ta sẽ sử dụng chấm vàng này để trailing stop, và với giao dịch bán ngay tại đây thì chúng ta sẽ chốt lời này quanh cái mức là quanh 1730. Đó, chúng ta sẽ kết hợp hai cái, và anh chị nhớ là nếu mà anh chị cảm thấy cái việc kết hợp này nó hơi phức tạp, chúng ta không biết khi nào nên sử dụng cái nào, thì anh chị chọn một cái cho Hoài và không bao giờ quan tâm tới cái còn lại. Nếu mà anh chị cảm thấy thoải mái với cái việc là thay đổi giữa hai cái giống như Hoài, và chúng ta có thể tận dụng được nó, thì chúng ta nên sử dụng kết hợp cả hai. Đó tùy thuộc vào cái sở thích của anh chị mà thôi. Trên đây là cái video phân tích, không phải phân tích mà là hướng dẫn trailing stop để mà có những giao dịch 10R lợi nhuận. Chỉ nhớ trailing stop để chúng ta mới có thể có lợi nhuận nha chị. Chỉ mới có chút lợi nhuận mà chị đã chốt lời thì chị không bao giờ giao dịch tốt được đâu. Chia sẻ cái video này lên Facebook nếu mà chị cảm thấy nó hữu ích với anh chị và có thể hữu ích với những trader khác.
bấm like và bấm subscribe kênh nếu mà anh chị chưa subscribe kênh Trader Việt. Cảm ơn anh chị và chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.